Thì tình trạng da của chị lúc trước khi làm ấy thì nó chảy xệ, trùng nhão rồi, rồi nó có rãnh cười nó rất là sâu. Với lại cái khóe mắt này nó rất là nhiều nếp nhăn. Mà khi tới đây ấy, được bác sĩ làm mới có một bên thôi thì chị đã thấy cái da của chị nó được căng này, cái rãnh cười nó mờ đi hẳn luôn nè. Rồi những cái nếp nhăn này nó không có còn nữa, nó hại gần hai cái mắt rõ luôn á. Chị thấy da rất là căng mà mịn nữa, chị thấy rất là hài lòng. Trong quá trình chị làm ấy thì không có đau đớn gì cả, nhưng hơi châm chích một tí xíu thôi, cũng không có đáng kể, cũng không phải lo lắng sợ hãi lắm. Chị cũng cảm ơn bác sĩ rất là nhiều vì bác sĩ đã làm cho chị một bên mặt bên đây là rất là đẹp rồi. Hy vọng là lát nữa bác sĩ làm cho mặt bên đây nữa thì khuôn mặt của chị trở nên trẻ trung hơn, đẹp hơn. Chị rất là tự tin. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. BB tự hào có tiến sĩ bác sĩ tai Natalie là giám đốc y khoa của BB, đồng thời là giám đốc nghiên cứu và phát triển của nhiều tập đoàn công nghệ thẩm mỹ hàng đầu, là chủ tịch của nhiều hội nghị y khoa tầm cỡ thế giới và thuyết trình đến các bác sĩ của các nước những xu hướng làm đẹp tiên tiến mới nhất với tất cả kinh nghiệm, kiến thức để mang đến BB những phương pháp làm đẹp tối ưu, cập nhật xu hướng của ngành y khoa phát triển không ngừng đến khách hàng của BB. Vi Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. BB Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực, nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.